anh em cả với nhau các bác ạ. Thì các anh em ở các khoa khác thôi, mình cũng phải tạo điều kiện cho anh em nó khám với chứ, vào đây cứ khám cả, thế còn nói chuyện gì là tình cảm anh em nữa. Cũng phải cho anh em nó có cơ hội để còn khám nữa chứ. Cái loại bệnh nhân mà vào mắt trước mắt sau mà cứ nói nhiều hơn tôi ấy, kiểu gì tôi chẳng cho biết thế nào lễ độ. Dạ bác sĩ Tài gửi lời cảm ơn bác sĩ ạ. Khám ở chỗ ông Tài à? Vâng ạ. Này dạ. Ngày xưa học cùng đấy, vâng, nhà vâng. Nó một vợ mấy con nghèo lắm, cũng dạ. Phải tạo điều kiện cho nó kiếm tiền. Dạ. À, thằng này nó hiền lắm. Rốn phổi hơi đậm. Vâng ạ. Nhưng mà loại phổi này vẫn thở được không sao? À dạ vâng, ừ. Cảm ơn bác sĩ ạ. Cột sống thế nào? Dạ cột sống em tốt ạ. Cậu biết tốt à? Dạ báo cáo bác sĩ em khám rồi ạ. Dạ dày thế nào? Dạ dày em khám rồi ạ. Ruột già? Ruột già em khám rồi ạ. Ruột non? Ruột non em khám rồi ạ. Báo cáo bác sĩ tiện thể em khám luôn cả đáy lòng ạ. Này dạ. Đáy lòng là cái gì? Đáy lòng là chị ạ. Câu này liều nhỉ. Ai bảo với cậu đáy lòng là chị? Sao bác sĩ chữa chị mà không biết chị là đáy lòng? Nhưng mà cơ sở khoa học nào mà ông bảo với tôi đáy lòng là chị? Thế bây giờ em hỏi bác sĩ nhá. À. Cái gì tận cùng cuối cùng thì người ta gọi là gì? Ví dụ cụ thể tôi xem nào. À tôi ví dụ cụ thể nhá. Ví dụ là tận cùng cuối cùng của cái song cái nồi gọi là gì? Thì người ta gọi là đáy song đáy nồi. Tận cùng của sông gọi là gì? Dòng sông. Đáy sông. Dưới cùng của biển gọi là gì? Đáy biển. Cái đấy. Thế tận cùng cuối cùng thì người ta gọi là đáy lòng. Đấy, đấy. Thấy chưa? Đấy chưa? Các bác vỗ tay em gái lập luận nó phải thế. Đấy chưa? À. Nhá, đấy rõ ràng anh công nhận đáy lòng là chị. Được rồi, các bác vỗ tay cái gì? Thế em hỏi các bác ở đây, đặc biệt là cánh đàn ông trước đây đi tán gái. Đi tán gái thì ông nào cũng bảo rằng là em ơi, anh yêu em từ đáy lòng. Thế hóa ra là các ông yêu con nhà người ta từ trí mà ra hết à? Đấy, vỗ tay to lên để biết rằng là cái quan điểm của tôi mới là đúng. Dạ vâng ạ, dạ vâng. Sang đây ngồi, sang đây ngồi. Cảm ơn bác sĩ ạ. Ngồi đúng, đi, ngồi đi. Đúng là bác sĩ đã chỉ bảo cho em rất nhiều điều. Dạ, ừ. Em cảm ơn bác sĩ từ đáy lòng ạ. Thôi. Làm như đáy lòng mình tốt lắm. Chơi em gì, được rồi. Cậu như vậy là khám hơi kỹ đấy. Dạ, dạ. Đúng là lo xa bảo một biết mười. Bảo đi khám một đằng này đi khám một đống. Dạ. Như vậy là căn cứ vào những xét nghiệm của cậu. Vâng ạ. Phim chụp của cậu. Vâng. Tôi có thể đưa ra một nhận định như sau. Hiện nay cậu đang mắc một căn bệnh rất nguy hiểm. Có thể nói là bệnh này là bệnh cực kỳ nguy hiểm. Bệnh đây, gì hả bác sĩ ơi? Đây người ta có thể gọi là tứ chứng nan y. Bác sĩ ơi, bệnh gì? Này mà trong y học ấy người ta gọi là bệnh. Bệnh gì hả bác sĩ? Người ta gọi là bệnh. Bệnh gì ạ? Nộp 50. Bệnh gì bệnh nộp 50? Em nộp rồi ạ. Đấy là tiền khám bệnh. Thế đây là tiền gì ạ? Đây là tiền đọc tên bệnh. Đọc tên bệnh mà cũng mất tiền ạ? Từ chỗ đọc tên bệnh, chẩn bệnh, đưa ra phương án điều trị chính xác là cả một vấn đề. Tôi dạ. Không nhớ ai đọc thì cậu cầm lên. Thôi thôi, bác sĩ em xin nộp. Bác sĩ ơi, em bị cái gì đấy bác sĩ? Em sợ quá bác sĩ. Rồi. Như vậy là 100 rồi. À, như vậy là căn cứ vào... kết quả xét nghiệm này, phim chụp của cậu này. Vâng ạ. Và đặc biệt là những chẩn đoán mang tính chất cực kỳ quan trọng của tôi. Vâng ạ. Phụ thuộc vào kinh nghiệm 15 năm làm việc và cống hiến với các bác sĩ ở nước ngoài. Bác sĩ ơi, đừng làm em căng thẳng. Cứ bình tĩnh, tôi có thể đưa ra một nhận định như sau. Vâng ạ. Cậu đang mắc một căn bệnh rất nguy hiểm. Em biết rồi, bác sĩ. Bệnh này y học người ta gọi là tứ chứng nan y. Em biết. Rất là khó chữa. Vâng. Bệnh này người ta gọi là bệnh. Bệnh gì ạ? Bệnh. Bệnh gì? Đau đầu. Tức là cậu bị bệnh đau đầu đấy. Ông làm sao đấy? Đến đây mình đau đầu khám là làm sao đau đầu? Khám một hồi ông bảo là đau đầu là do cậu bị đau đầu. Này, nói cho bác sĩ biết nhá. Bệnh nhân chúng tôi ấy vào là để mong khám, nhưng gặp những bác sĩ kiểu như anh ấy là bọn tôi về luôn không cần khám. Thôi xin mời, không khám thì đi về. Xin về mời. Luôn. Được 100 rồi. Nộp 100 rồi, ở lại khám tiếp. Ngồi xuống. Cậu ngoan ngoắt nó vừa thôi. Vừa rồi mới chỉ là những chẩn đoán nó mang tính lâm sàng. Mà khi đã lâm sàng thì có thể có cái đúng, có cái sai. Bây giờ tôi sẽ chẩn đoán cho cậu mang tính chất khoa học cao. Mà cậu cũng không phải nói nhiều, không cần phải trả lời nhiều. Chỉ cần trả lời là có hoặc là không thôi, rõ chưa? Chỉ trả lời là có hay không ạ? Ừ. À, em hiểu rồi, kiểm tra kiểu yes or no on test. Ở đây không dùng tiếng Pháp.
Đây là tiếng Anh thằng ngu ạ. Này, vào cái phòng khám này là toàn người Việt không dùng tiếng Tây, nhớ chưa? Yes. Ngày bé có bị trâu hút không? No. Có bị dừa rơi vào đầu không? No. Có bị sét đánh không? No. Thế mà trả lời như một thằng điên ấy. Ngày cuối cùng trong tháng vừa rồi là ngày nào có nhớ không? Yes. Ngày bao nhiêu? Ngày gì hả bác sĩ? Thì cái ngày... Đấy. Đấy là ngày gì ạ? Khổ quá. Thì nó chính là cái ngày... Đấy. Ngày đấy là ngày gì ạ? Thì là cái ngày mà cậu... Khổ quá, cái ngày đấy. Nhưng mà là ngày gì ạ? Khổ quá, cái ngày mà cậu đau lưng nhức mỏi cơ thể hay cáu gắt với mọi người đau bụng dưới, nó là ngày nào có nhớ không? Thế là ngày gì hả bác sĩ? Cái ngày mà cậu bị... Bị gì ạ? Chu kỳ đấy. Chu kỳ gì ạ? Lại tôi bảo. Dạ. Nói thế mà không hiểu à? Dạ không. Tôi dạ. Ví dụ cho cậu này này. Dạ. Cậu đi một con xe máy. Vâng. Cứ 1000 cây số là cậu lại phải thay dầu một lần. Vâng. Cái việc thay dầu ấy nó cứ lặp đi lặp lại một cách đều đặn, người ta gọi là chu kỳ. Em biết. Thế cái chu kỳ mà cậu thay dầu tháng vừa rồi là ngày nào cậu có nhớ không? Oh yes. Thế mà cứ lặp bập mãi, ngày bao nhiêu? Dạ ngày thì em không nhớ, nhưng mà em nhớ ra hàng thay một lọ dầu Castrol 48.000 ạ. Dở người à? Dạ. Không phải là cái dầu đấy. Cái dầu gì ạ? Khổ quá, cái ngày mà cậu hay cáu gắt với mọi người đau bụng dưới mà cậu phải điều hòa nó bằng cao ít mẫu ấy. Bác sĩ. Hả? Bác sĩ khả mãi. Có hai thằng ở đây, một thằng là bác sĩ, một thằng là bệnh nhân. Thế không khám cho ông thì khám cho ai? Bác sĩ nhầm. Tôi chưa bao giờ nhầm nhá. Dạ bác sĩ không nhầm không kéo. Em nhầm. Để em kiểm tra xem em có là em. Nào trả lời nhanh lên. Bác sĩ ơi, xem lại đi bác sĩ ơi.